Bảo Hân về nhà đi con gây choáng khi khoe ảnh bỉm sữa, sau 3 năm nhan sắc thế nào? 3 năm sau về nhà đi con, Bảo Hân đã có nhiều thay đổi. Mới đây, nữ diễn viên còn gây choáng cho khán giả khi khoe ảnh bỉm sữa. Cảnh nữ diễn viên bế một em bé trong cửa hàng nhận được sự chú ý lớn của khán giả. Phía dưới bài đăng, đồng nghiệp và người hâm mộ nhận định, mặc dù cô nàng mới bước qua tuổi 22 và đang độc thân, nhưng trông cô vẫn khá khéo léo, thành thục khi bế trẻ con. Đáp trả sự quan tâm của mọi người, Bảo Hân đùa rằng mình đang tập tành dần dần cho tương lai, để hồi sau đỡ bỡ ngỡ. Về nhà đi con đã khép lại được gần 3 năm, nhưng đây vẫn là bộ phim được nhiều khán giả yêu mến trong dòng phim gia đình. Phim cũng là bệ phóng tên tuổi cho nhiều diễn viên, trong đó phải kể đến Bảo Hân, nữ diễn viên sinh năm 2000 thủ vai cô Úc Ánh Dương trong phim. Thời điểm đóng Về nhà đi con, Bảo Hân giống như một tờ giấy trắng. Cô gái trẻ 19 tuổi khiến nhiều phóng viên có mặt trong họp báo phải cười ồ bởi phong cách trả lời phỏng vấn chân chất ngô nghê của mình. Khi đó, nhiều người còn hồ nghi về diễn xuất của Bảo Hân cho đến khi bộ phim lên sóng. Nét diễn chân thực tự nhiên, diễn như không diễn của Bảo Hân trong phim khiến nhiều khán giả thích thú và yêu mến. Ngoài đời, Bảo Hân cũng có nhiều nét tương đồng với Ánh Dương. Thế nên có lẽ cô gái trẻ cũng không cần phải dùng quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần bê nguyên hình ảnh ngoài đời của mình vào trong phim là đã đủ thành công. Sau Về nhà đi con, Bảo Hân một bước thành sao, thậm chí tin tức liên quan đến cô cũng hot không kém các diễn viên hạng A nào trong showbiz. Thế nhưng Bảo Hân vẫn vậy, vẫn chân thành hồn nhiên, trả lời phỏng vấn báo chí thì đã tự tin bạo dạn hơn, nhưng vẫn có nét ngố tàu, vẫn cứ chân chất như thuở chưa nổi tiếng. Việc vẫn là sinh viên trên ghế nhà trường có lẽ cũng khiến cho Bảo Hân không tham gia nhiều các dự án phim. Gần một năm rưỡi sau khi Về nhà đi con kết thúc, Bảo Hân mới tái xuất màn ảnh nhỏ với vai phụ trong bộ phim Hay nói lời yêu. Dù không gây tiếng vang như Về nhà đi con, nhưng Bảo Hân vẫn giành được những thiện cảm tốt của người xem và thu thêm một lượng fan không hề nhỏ từ tác phẩm này. So với câu chuyện quá nhiều bi kịch và màu sắc u ám từ tuyến nhân vật chính, thì nét đáng yêu từ tuyến nhân vật phụ của Bảo Hân và Hoàng Anh Vũ chính là điểm sáng, giúp khán giả cân bằng cảm xúc khi xem phim. So với Về nhà đi con, Bảo Hân trong Hãy nói lời yêu trưởng thành hơn, thậm chí còn diễn cảnh yêu đương ngôn tình ngọt ngào chẳng hề thua kém đàn anh đàn chị. Không lạ khi dù Hãy nói lời yêu đã kết thúc, cặp đôi Duy Tú trong phim vẫn có một lượng fan trung thành. Ngoài ra, trong năm 2021, Bảo Hân cũng có một bước tiến đáng kể khi lần đầu góp mặt trong một bộ phim điện ảnh, đó chính là Bình Minh Đỏ, phim về đề tài chiến tranh của đạo diễn Thanh Vân. Trong phim, Bảo Hân vào vai Sa, một cô thanh niên xung phong năng động hoạt bát và nhanh nhẹn. Song song với việc đóng phim, Bảo Hân vẫn thi thoảng tham gia các game show, quay TVC quảng cáo. Ở tuổi 22, Bảo Hân có nhiều thứ để người khác ngưỡng mộ. Cô đóng phim truyền hình, điện ảnh, cũng đã dắt lương một giải thưởng cánh diều vàng và một đề cử mai vàng. So với thời đóng Về nhà đi con, Bảo Hân cũng đã thăng hạng nhan sắc đáng kể. Dù vẫn trung thành với phong cách tomboy, nhưng Bảo Hân của hiện tại trông sành điệu chất chơi hơn. Nữ diễn viên gần đây còn đổi qua mái tóc bạch kim giúp tôn thêm làn da trắng ngần mịn màng của cô. Mới đây, Bảo Hân còn làm clip TikTok, trong đó nữ diễn viên biến hình khi diện chân váy. Rất ít khi điệu đà, nên mỗi khi Bảo Hân lên đồ nữ tính, cô đều thu về lượng tương tác khủng. Clip này thu về hơn 3 triệu view trên TikTok của nữ diễn viên. Chia tay Về nhà đi con được 3 năm, nhưng tình bạn, tình chị em của Bảo Hân với các diễn viên như Quang Anh, Bảo Thanh vẫn khiến khán giả phải ngưỡng mộ. Họ vẫn thường xuyên gặp gỡ, quay clip chung hay tương tác qua lại trên Facebook. Về nhà đi con không chỉ là một bộ phim gia đình hay, nó cũng là cầu nối cho các diễn viên trở thành gia đình của nhau như vậy.